Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư. Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2023. Ông Đặng Văn Chính sinh ngày 10 tháng 6 năm 1968, quê quán xã Tân Bình, huyện Bình Tân. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác. Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015 là Bí thư Huyện ủy Bình Tân. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 8 năm 2018 là tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bình Tân. Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020 là tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Long. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 7 năm 2022 là ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Từ tháng 8 năm 2022 đến nay là ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Vĩnh Long. Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2023, ông Đặng Văn Chính được Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là hiện nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.